Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận được một cái con iPad của anh khách ở xa, anh gửi cho mình nhờ iPad giùm các bạn ha. Cái này là iOS 15 nè các bạn, khóa cho chủ sở hữu nè. iPad khóa chủ sở hữu, bản là bản Wi-Fi nha các bạn, không có 4G ha. Nó nôm na dễ hiểu là này là màn hình Hello các bạn. Thì trước tiên mình muốn iPad những cái con máy mà màn hình Hello iOS 15 trở lên các bạn. Thì mình phải đổi số series gốc của cái máy ha, đổi số series gốc của cái máy á. Về số series theo tool mà các bạn làm các bạn ha. Giờ mình đặt ti vô cái máy nè. Đặt ti vô thì nó sẽ báo khóa cho chủ sở hữu nha các bạn. Là các bạn biết iOS 15 rồi ha. Hôm nay mình lên video này là đổi số series, mình làm kỹ từng cái tool đó để cho các bạn biết cách đó. Ví dụ gặp những cái con máy như vậy á thì mình làm cái cách nào nhanh nhất các bạn làm ha. Thì giờ mình ghim vô máy tính nè. Mình mở bao tool lên, mình coi thì nó biết là 15 nhưng mà coi thử 15 chấm mấy các bạn ha. Ồ, cái này iPad E2 15.6 các bạn, iOS 15.6 nè, iOS hiện tại cũng khá là cao đó, 15.6 á. Đó, các bạn thấy số series dưới ha, thì mình sẽ đổi số series gốc của máy á các bạn, về số series theo tool mà mình làm các bạn ha. Thì trước mắt mình phải đưa vô chế độ bonus để bù nha các bạn. Thì mình tiếp tục làm cái range USB bonus các bạn ha. Các bạn nào chưa tạo thì tạo giúp mình ha, video trên kênh nha các bạn. Giờ mình ghim vô nè, ghim vô rồi mình mở cái terminal á, terminal của USB ren đó các bạn. Mình tiếp tục mình gõ chữ menu các bạn ha, gõ chữ menu các bạn viết thường thôi ha, viết liền không dấu nha, viết liền nha các bạn, không có cách gì hết các bạn ha. Các bạn cứ gõ menu bình thường thôi rồi các bạn enter là nó sẽ vô cái giao diện mà có những cái dòng lệnh đó cho mình bấm nha các bạn. Giờ mình đưa vô dòng 2 nè các bạn, bút vô chế độ bonus để thay đổi số series nha các bạn. Hai enter thì nó báo là phải đợi cái máy vô chế độ debug các bạn ha. Thì mình đưa cái máy về chế độ debug bình thường thôi các bạn. Các bạn đưa về không quen thì cách này thì cách kia, nói chung miễn sao vô chế độ debug là được à. Rồi mình vô chế độ debug là cái tool nó sẽ nhận, nó sẽ báo nha các bạn. Rồi tool nó chạy nè, nó báo thành công các bạn ha, bonus trong chế độ ellipse. Rồi máy để vô chế độ bonus thành công rồi các bạn. Rồi mình tắt tool hết đi, mình khởi động lại máy tính ha. Rồi mình mở tool đó, mình đổi số series nha các bạn. Này iPad E2 thì nó không phải là chip M10 các bạn ha. Thì mình khởi động lại máy tính đó, thì các bạn kiểm tra lại driver đồ đầy đủ, các bạn cài driver đồ đầy đủ, mở bao tool coi thử nó nhận debug mode đồ chưa các bạn. Nhớ kiểm tra driver đầy đủ nha các bạn. Làm trên Windows thì các bạn phải cài được driver ha. Driver thì trên kênh nó cũng có đầy đủ á, các bạn chịu khó xem giùm mình ha. Rồi đầy đủ rồi mình mở cái tool iBoy các bạn, hiện tại cái tool này nó cũng đang hot ha. Rồi nó nhận chế độ ellipse nè các bạn, bonus ellipse ha. Cái máy này thì mình đã đăng ký cái mã exit rồi nha các bạn, còn mấy các bạn chưa đăng ký thì các bạn cứ copy vô mã exit á, mình mở cái tab đăng ký á, mình dán vô, mình bấm submit là mình đăng ký được nha các bạn. Hiện tại nó cho đăng ký cái mã này là không giới hạn các bạn ha. Rồi đăng ký xong thì các bạn đóng lại tool, rồi các bạn check device nó một cái, check device nó một cái là cái ô mà change series nó sẽ sáng đèn các bạn ha. Các bạn bấm vô, rồi các bạn bấm boot bubble nữa các bạn, vô màn hình màu các bạn ha. Rồi các bạn thấy nó ghi rõ ràng nè, không có support các bạn. Nói chung là iPad E2 nó không có hỗ trợ ha, tool này nó không có hỗ trợ đổi số series nha các bạn, không hỗ trợ đổi số series trên tool nha các bạn. Rồi giờ mình đóng tool nè, mình tiếp tục mở cái tool lưu RAM á các bạn. Tool này nó đổi cũng ngọt lắm á, mình coi thì nó đổi được không các bạn ha. Nên video này mình làm mình test từng tool đó để các bạn gặp á, thì mình làm cái tool nào mà nó được ok nhanh nhất thì các bạn làm ha. Rồi nó báo không được luôn nè các bạn, tool này nó chỉ làm việc trong chế độ ZM8 thôi các bạn. Máy này đang ở trong chế độ Eclipse thì là nó nói chung là bó tay các bạn, tool này nó không có tác dụng luôn ha. iPad E2 nó không có đổi được số series nha các bạn, với cái tool lưu RAM các bạn ha. Giờ mình vô chế độ màn hình màu nè các bạn, chế độ màn hình màu nè, tiếp tục trở lại cái tool mà cái tiếp tục trở lại cái ren USB Unit đó các bạn. Rồi mình tiếp tục mình mở lại như cũ thôi, gõ menu rồi nó đưa vô cái giao diện mà cho mình lựa những cái số mà chọn trên cái tool đó các bạn. Cái này các bạn nhìn vô các bạn cũng biết làm rồi, nó dễ quá dễ mà các bạn. Ồ, mình gõ bị sai rồi các bạn, mình gõ lại các bạn ha, menu enter
rồi nó sẽ vô cái giao diện mà FRB file này các bạn. Cái này là bên tool cái team của FRB file build lại nha các bạn ha. Bấm gửi số 3 các bạn, vô màn hình màu ha. Số 3. Rồi nó hiện lên cái giao diện cái tool bubble này các bạn. Cho mình đưa về màn hình màu trên Windows nha các bạn. Rồi cái tool nó yêu cầu là phải nhận cái máy á, trong chế độ DFU ha. Thì các bạn cứ đưa cái máy về lại chế độ DFU. Là cái tool đó là nó sẽ báo là nhận cái máy trong chế độ DFU. Rồi các bạn boot về màn hình màu ha. Cái này mình cũng có làm nhiều video trên kênh đó, các bạn chịu khó xem nha. Rồi vô chế độ DFU này các bạn. Rồi chờ tool nhận diện đầy đủ, các bạn bấm vô biểu tượng hình điện thoại là nó chạy các bạn. Các bạn bấm OK nè, đó tool nó sẽ làm việc các bạn ha. Rồi nó báo thành công là cái iPad của mình là nó hiện lên màu nha các bạn. Màu gì kệ nó các bạn, màu càng đẹp càng tốt. Nói chung về màn hình màu là được rồi các bạn. Rồi về màn hình màu OK nè. Rồi các bạn đóng tool, tắt tool đóng lại hết. Rồi các bạn khởi động về lại Windows ha. Mình mở lại cái tool đó, mình test nha các bạn. Nhưng mà giờ cái này là mình phải cần cáp DCSD các bạn ơi. Cái này mình phải cần cáp ha, bắt buộc phải cần cáp nha các bạn. Nhiều lúc các bạn nhắn tin hỏi không có cáp được không anh, thì đã nói là phải cần cáp mà các bạn nhắn tin vậy mình cũng biết trả lời sao luôn á các bạn. Rồi các bạn ghim vô máy tính nè, thì nó nhận cáp bình thường thì nó sẽ nhận một cái bọt nha các bạn, đó một cái cổng cơm nè, nó nhận các bạn ha, đầy đủ nhận cổng cơm này các bạn. Rồi các bạn ghim vô cái iPad của mình á, ghim cái cáp DCSD á vô cái iPad của mình ha. Rồi mình mở lại cái tool lưu RAM á các bạn. Tool lưu RAM nó cũng hỗ trợ bọt á. Rồi mình mở tool lưu RAM á, mình coi thử nó có nhận bọt nó cho mình đổi không nha các bạn. Nó đổi được thì quá tốt. Rồi, đầy đủ nè, cổng cơm đầy đủ nè. Rồi cái này là mình không có vô GoTo Bubble nữa các bạn ha. GoTo Bubble thì nó để vô màn hình màu rồi, mình đâu có cần đi tới màn hình màu nữa đâu. Rồi các bạn chọn cổng cơm 10 của cái cáp DCSD nè. Các bạn copy cái số series mà các bạn muốn làm á. Hiện tại mình tiếp tục làm cái tool iBoy nha các bạn. Mình copy số series của iBoy nè. Rồi mình dán vô cái phần mà số series của cái tool nó yêu cầu á, lưu RAM nó đổi á các bạn. Mình copy. Rồi cơm 10 đầy đủ nè. Mở bọt đầy đủ nè, mình mở bọt nè. Rồi bắt đầu mình dán số series vô, mình bấm change series nha các bạn ha. Bấm change. Rồi thua luôn các bạn ơi. Không được rồi, nó không có mở được cái bọt rồi các bạn. Bọt này nó mở mà nó nhận bọt á, nhưng mà nó nhận theo kiểu mà nhận cáp đi sẽ đi á. Cái tool nó không có hiểu các bạn ha. Không hiểu luôn rồi, không làm việc được các bạn. Nhận bọt mà bọt giống giống như là cái tool lưu RAM nó tự mở bọt á, thì mới OK nha các bạn. Còn này mình nhờ cái cổng cáp DCSD á, mình ghim vô á, là nó không chịu mở các bạn, nó báo lỗi nè. Serial port nó không mở được các bạn ha. Coi như cái tool này cũng không làm việc luôn các bạn. Giờ mình sử dụng cái WL Repair nha các bạn. Cái tool này là làm việc là bao đậu luôn các bạn. Các bạn chưa đăng ký tài khoản thì các bạn đăng ký ha. Rồi bắt đầu mình login nè các bạn. Cái này thì mình cũng có làm video trên kênh đó, khá là kỹ ha. Các bạn chịu khó xem lại nha. Rồi mình kiểm tra có thử dây cáp dây đồ á, nó còn nhận cổng cơm các bạn. Rồi mình cài driver của cái WL Repair nha các bạn. Các bạn cài driver đầy đủ ha thì tool nó mới nhận nha các bạn. Rồi mình điều hướng qua cái phần disk repair này gì nè các bạn. Các bạn bấm refresh rồi chọn cái cổng cơm á. Cổng cơm mà của cái cáp DCSD nãy là mình là cơm 10 các bạn, thì các bạn chọn vô. Rồi các bạn refresh sạch thì các bạn chọn đúng cơ 10, rồi các bạn bấm connect thôi. Connect thì cái tool nó sẽ nhận diện cái iPad của mình ha. Cái này nó khá đơn giản các bạn, bấm connect nè. Đó cơ 10 đã sáng đèn nè các bạn. Rồi các bạn đọc thông tin nè. Thông tin đầy đủ các bạn ha. Rồi số series, rồi những cái thông tin trên cái máy á thì nó sẽ hiện ra đầy đủ ha. Nói chung các bạn chỉ đổi số series thì mình cần đổi số series thôi nha các bạn. Các bạn đừng có chọn lung tung bấm tới bấm lui. Nó sai cái mấy cái thông số wifi hay bluetooth á là nó bị trục chặt này kia ha. Rồi mình đổi số series thôi các bạn. Các bạn dán số series nè. Rồi mà nãy mình quên backup lại các bạn, để mình backup lại cái ha. Rồi mình để mình đọc lại thông tin về cái số series gốc của nó. Mình backup lại
cái thông tin máy này cái. Rồi backup các bạn lưu ở đâu cũng được thôi. Rồi mình tiếp tục copy cái số series của tool iBoy á. Cái tool nào các bạn làm á, số series các bạn order cái tool nào thì các bạn copy vô. Rồi các bạn bỏ lên cái tool cái WL nè, rồi các bạn dán vô. Bên tay phải nó có chữ write á các bạn. Các bạn viết nó ha. Rồi nó viết thành công nó báo nè các bạn. Các bạn đọc lại thông tin lần nữa, kiểm tra lần cuối các bạn ha. Rồi thấy đúng thông tin đồ đầy đủ nè các bạn. Rồi ngon lành ha. Rồi các bạn reboot lại cái máy, reboot lại cái iPad á. Rồi mình kiểm tra số series nha các bạn. Rồi kiểm tra số series, nếu mà đúng theo cái số series các bạn mới đổi á, là mình về cái số series mới thành công các bạn ha, thì cái iPad nó sẽ ở tình trạng là không thể kích hoạt nha các bạn. Rồi các bạn mở cái tool nào các bạn làm á, thì các bạn mở lên các bạn boot RAMDisk rồi mình bypass các bạn ha. Nhưng mà các bạn nhớ trước khi boot RAMDisk thì các bạn phải get cái file hello nha các bạn, get cái file hello theo tool đó. Rồi bắt đầu mình boot RAMDisk các bạn ha. Này mình cũng có làm nhiều video á. Đó nó báo tình trạng là không thể kích hoạt nè các bạn. Đâu đúng số series của nó đâu mà nó kích hoạt. Rồi các bạn mở bao tool kiểm tra lại số series ha. Đúng số series của nó rồi mình yên tâm mình làm nha các bạn. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay thì đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình. Cảm ơn các bạn.